Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hot, siêu mẫu Thanh Hằng nhận lời cầu hôn chuẩn bị lên xe hoa. Siêu mẫu Thanh Hằng sắp trở thành cô dâu mới rồi đây. Tối ngày 2 tháng 7, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đánh úp cõi mạng bằng bức ảnh đeo nhẫn kèm dòng trạng thái. Trong trường hợp này, người ta hay say yes. Trong hình ảnh được chia sẻ, Thanh Hằng khoe bàn tay với chiếc nhẫn kim cương không phải dạng vừa ở ngón áp út. Động thái này của Thanh Hằng cũng ngầm ẩn ý, cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Siêu mẫu Thanh Hằng khoe nhẫn kim cương khủng ngay ngón áp út vào tối ngày 2 tháng 8. Phía dưới phần bình luận, dân tình thi nhau gửi lời chúc phúc đến chân dài 8X. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đặt nghi vấn, nữ người mẫu sẽ tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để toàn tâm vun vén gia đình nhỏ. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán. Siêu mẫu Thanh Hằng vẫn chưa có chia sẻ cụ thể về danh tính nữ kia. Mọi thông tin đều được Thanh Hằng giữ kín tuyệt đối với công chúng. Thanh Hằng sẽ là mỹ nhân V-Beat tiếp theo chồng bỏ cuộc chơi chăng? Thanh Hằng từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng trở thành một trong những chị đại của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở sàn diễn thời trang và góp mặt trong nhiều chương trình. Chưa dừng lại, Thanh Hằng còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim điện ảnh. Gần đây nhất, Thanh Hằng xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn. Cô không tiết lộ danh tính về nửa kia và cho biết sẽ chia sẻ ở thời điểm thích hợp. Ở tuổi 39, cô sở hữu khối tài sản khủng gồm biệt thự, siêu xe và hàng loạt bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đáng ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.